Ok, nhắc lại cho mọi người một chút về kiến thức của bài 6 nhé. Thì bài 6 mình học có comparing object này. Thì là để mà compare hai cái object. Đầu tiên để compare đi thì mọi người có bằng bằng này, equal đúng không? Bằng bằng này so sánh cho primitive thôi. Cho những cái số int, long, list các kiểu thôi. Còn thường thì mình sẽ dùng equal cho object. Thì cái đấy là so sánh bằng nhé. Đấy, còn ngoài ra thì mọi người có học có compare to đúng không? Thì để có compare to đấy thì là mọi người có hai cách để mọi người implement. Một là comparable, hai là comparator. Thì thường là nếu mà nhiều điều kiện thì so sánh nhiều điều kiện ấy, mà tách nhau thì mọi người sẽ dùng comparator. Còn không có thì mọi người cứ dùng comparable cho đơn giản. Đó. Còn sau đấy thì mọi người học local variable và property. Thì property là một cái thuộc tính của object. Còn local variable là các biến ở trong cái một cái function đúng không? Một cái phương thức hoặc là một cái method ấy. Đấy, thì cái phạm vi sử dụng của nó nhé. Thằng property thì được sử dụng trong toàn bộ class. Đấy, còn thằng local variable thì sử dụng từ lúc nó khai báo đến lúc hết phương thức. Ok chưa? Hoặc là nếu mà trong vòng for thì nó sẽ chỉ dụng hết vòng for thôi. Đó. Và thằng local variable thì nó không có default value. Nhưng mà thằng property thì có default value. Thì default value của số thì nó sẽ là 0 hoặc là 0.0 tùy theo nó là số nguyên hay số thực. Còn default value của string là gì? Nhớ nhỉ? String là null, char là gì? Char là rỗng. Ok chưa? Đấy, còn object thì là null. Thường thì cứ ít để ý thằng char lắm bởi vì mình ít dùng ấy. Thì thường mọi người chỉ cần nhớ string này, object này và các cái số đó. Boolean thì sẽ là gì? Đúng rồi, boolean là false, không phải là null nhé. Ok, và mình có học thêm một thằng i5. i5 thì thực ra nó giống cái trong thằng SQL thôi, chứ nó không có gì cả. Nó khác nhau một chút về cách khai báo. Sau này thì lúc làm thì mọi người học thêm một chút nữa về SQL nữa thôi. À, về về thằng i5 nữa thôi. Đó. Và sau đấy mọi người học một thằng là inner class. Thì inner class nó là một cái class lồng ở trong class. Người ta khai báo ở bên trong bởi vì người ta không muốn là có quá nhiều những cái file class, file Java ở bên ngoài ấy. Đấy thì lồng ở thôi. Còn thực tế thì mọi người không dùng thằng inner này cũng vẫn được nhé. Không sao cả. Ok chưa? Đấy, viết vào cho nó gọn thôi. Thì cú pháp cũng nó khai báo lòng mang hơn một chút. Đấy, thằng inner class nó sẽ có rất là nhiều cách sử dụng đấy nhá. Chứ không phải là chỉ có bằng này cái đâu. Nhưng mà ở đây thì chắc là chỉ hướng dẫn mọi người qua qua những cái phần này thôi. Tại vì nó cũng khá là ít dùng. Ok, thì đây là bài 6.